Đi xe lăn cưới vợ. Tony à, tôi tin là Jonah sẽ đồng ý thôi. Cậu và cô ấy yêu nhau đã 2 năm rồi. Tự tin lên nha. Vâng, cảm ơn cô chủ. Cũng nhờ nhà hàng này của cô mà tôi gặp được Jonah. Jonah, hãy làm vợ anh nha. Ôi trời ơi, cậu đầu bếp nhà hàng đang cầu hôn với cô lễ tân kìa. Tuyệt quá, họ thật đẹp đôi. Anh Tony à, anh làm em bất ngờ quá. Em vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Em xin lỗi anh, hãy cho em thêm thời gian có được không? Jonah, chị không hiểu tại sao, nhưng mà Tony là chàng trai tốt, yêu em chân thành. Cả hai đã đến với nhau lâu rồi. Vậy mà... Chị Emma, em cũng yêu Tony mà. Nhưng điều kiện vật chất của anh ấy chưa đủ cho một cuộc sống gia đình. Tony đang phải sống trong căn hộ đi thuê. Bọn em mà lấy nhau bây giờ sẽ rất vất vả. Điều đó đâu có quan trọng bằng tình yêu của hai người dành cho nhau đâu. Em không thể tìm đâu ra một chàng trai tốt và yêu em chân thành như Tony. Cậu ấy thậm chí còn không màng tới tính mạng của mình để xông vào cứu em trong lần em bị bọn cướp tấn công đó. Em còn nhớ chứ? Chị Emma, chị nói thì dễ lắm. Chị là chủ của cửa hàng này với một cuộc sống dư giả. Hơn nữa, dù chị không nói ra, nhưng ở đây ai cũng biết chị đang có một người đàn ông bí mật, có đúng không? Thế sao chị cũng không cưới anh ấy đi? Đây chưa phải là thời điểm để bọn chị kết hôn mà. Nhưng đó là chuyện riêng của chị. Còn chị chỉ muốn nói với em rằng, tìm được người mình yêu và hết lòng vì mình không dễ đâu. Đừng để vụt mất cơ hội nữa. Anh Tony à, em xin lỗi. Hôm nọ chắc là làm anh mất mặt với mọi người lắm. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Em có thể nói cho anh biết lý do được không? Em vẫn luôn nói là yêu anh, nhưng hết lần này tới lần khác từ chối lại cầu hôn của anh. Anh tưởng chúng ta đều đã sẵn sàng cho đám cưới rồi chứ? Em không thể cưới chồng và ở trong nhà trọ được. Anh biết mà, chúng ta sẽ thuê một căn hộ tiện nghi hơn. Anh sẽ cố gắng dần. Anh cũng đang tích góp tiền để mua căn hộ đây. Thôi đi, chuyện cưới xin của chúng mình cứ từ từ rồi tính. Mình về thôi anh, tới giờ mở nhà hàng rồi. Chị Emma chắc đang nhắc tới chúng ta đó. Hình như chị Emma đi hẹn hò thì phải. Lần nào đi hẹn hò cũng mang hoa và khuôn mặt rất tươi. Không ai biết người đàn ông bí ẩn của chị ấy là ai. Chị ấy cũng đâu còn trẻ nữa. Sao chưa thấy họ làm đám cưới nhỉ? Có thể chưa phải thời điểm thích hợp thì sao? Hay còn là một lý do nào đó nữa. Chị ấy cứ khuyên nhủ người khác, chứ bản thân thì lại không yêu và cưới một cách vô tư. Hả? Lạ thật. Chị Emma thử váy cưới ư? Chị ấy sắp cưới. Nè, thiệp của em đây. Hả? Thiệp gì đây? Trời ơi, thiệp cưới của chị Emma. Đúng rồi Jonah, chị Emma sẽ cưới vào chủ nhật tới. Hả? Tại sao lại đột xuất như vậy? Chị ấy cưới ai? Có phải là người đàn ông bí mật mà chúng ta vẫn nhắc tới đó hay không? Hình như là vậy. Chị ấy đang vô cùng hạnh phúc. Giờ thì chúng ta sẽ nhìn thấy người đàn ông bí ẩn. Em hết nghi ngờ là anh ấy đã có gia đình rồi nha. Dạ vâng, em không ngờ điều này thật lạ lùng. Đám cưới sắp bắt đầu rồi, mau lên. Em cũng phải trang điểm cho xinh đẹp chứ, đám cưới của cô chủ cơ mà. Xong rồi thì đi thôi. Nhưng anh Tony đâu, vẫn chưa chuẩn bị xong à? Bộ Tony không nói gì với cô ư?
anh ấy phải đi đâu đó nên đã tới chúc mừng cô dâu chú rể từ trước rồi. À, mà Tony có viết thư cho cô nè. Hả? Anh ấy viết gì vậy? Làm sao mà tôi biết được? Chuyện của hai người sao lại hỏi tôi? Thôi, cất thư đi đã, lát nữa về nhà rồi đọc sau. Nhanh lên kẻo muộn. Anh Ben, chúng ta đi đám cưới chị Emma cơ mà, sao lại tới bệnh viện? Em nhìn lại địa chỉ ghi trên tấm thiệp mời đi. Đúng địa chỉ bệnh viện này mà. Thưa quý vị, lần đầu tiên bệnh viện của chúng tôi tổ chức lễ cưới. Thật không đúng với nhiệm vụ của mình, nhưng hôm nay là một lễ cưới vô cùng đặc biệt. Xin mời cô dâu chú rể bước ra khán phòng. Chuyện gì thế này? Cảm ơn mọi người đã tới dự đám cưới của chúng tôi. Đây là chồng của tôi, anh Edward. Lẽ ra đám cưới này phải được tổ chức cách đây 5 năm rồi, nhưng mà... Cậu biết không, tớ và Edward đang rất hồi hộp cho đám cưới. Chính vì thế mà sẽ tổ chức đám cưới thật đơn giản thôi. Tớ đang chờ Edward tới đón để sắm thêm một vài thứ đó. Emma, anh ở đây. Emma! Sau tai nạn đó, Edward đã hôn mê sâu và sống đời sống thực vật trong bệnh viện này suốt 5 năm. Bác sĩ mới chỉ thông báo cho tôi biết cách đây một tuần thôi rằng Edward sẽ tỉnh lại. Nhưng mà mọi thứ chỉ là tạm thời. Có thể sau lần tỉnh này, anh ấy sẽ vĩnh viễn ra đi. Edward, em biết là sức khỏe của anh còn rất yếu nên anh không thể nói được, nhưng anh hiểu hết những gì em nói, có phải không? Thì ra là vậy. Xin lỗi mọi người, bởi phải tổ chức đám cưới trong một bệnh viện, nhưng sức khỏe của Edward không cho phép chúng tôi được rời xa nơi đây. Không dễ gì tìm được người yêu thương bạn chân thành và sẵn sàng hy sinh vì bạn. Cho dù chỉ là một ngày Edward tỉnh lại, tôi cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội để làm đám cưới với anh ấy. Tony đâu? Sao anh ấy không tới? Jonah, anh nghĩ rằng mấy lâu nay chính em cũng nhầm lẫn về tình cảm anh dành cho em. Có lẽ hiện giờ em đang biết ơn anh thôi, chứ không phải tình yêu. Chính vì sự mang ơn đó mà em cố gắng ở bên anh, đúng vậy không? Em không mang ơn anh điều gì hết. Hãy quên tất cả đi và sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Hồi đó... Cướp! Cướp! Cứu tụi bay! Cướp! Anh Tony! Cứu em! Jonah, anh nghĩ rằng đã đến lúc anh phải ra đi, bởi anh không thể tiếp tục ở lại khiến em khó xử. Anh hiểu rằng tình yêu thì không thể gượng ép. Anh tin em sẽ tìm được người đàn ông xứng đáng và đủ điều kiện vật chất như em mong muốn. Anh Ben, tôi nay đi rồi. Hả? Jonah, cô vẫn còn ở đây ư? Tony đã đi từ sáng nay. Chuyến bay sẽ khởi hành vào 11 giờ từ sân bay Telopham. Thật hả chị? Em phải đi tìm anh ấy. Xin lỗi chị, xin lỗi tất cả mọi người. Em đã làm gián đoạn buổi lễ quan trọng. Không sao đâu, nhanh lên đi. Cảm ơn chị Emma. Em sẽ giữ chân Tony lại. Em yêu Tony mà. Em sẽ không để mất cơ hội được cưới người đàn ông yêu mình chân thành và hết lòng vì mình. Ừ, đúng đấy, đừng đánh mất cơ hội. Bởi có thể em sẽ không tìm được cơ hội lần thứ hai đâu. Nhất định em phải giữ chân anh ấy. Nếu cần, em sẽ quỳ xuống chân cầu xin Tony ở lại. Hai mảnh đất. Bố bệnh nặng, chắc là chẳng thể qua khỏi đâu. Bố đừng nói thế. Bố gắng giữ gìn sức khỏe bố ạ. À? Bố mẹ làm lụng cả đời, mất đi cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có hai mảnh đất
Mảnh phía đông thì bố sang tên cho anh cả, còn mảnh phía tây á thì sang tên cho anh thứ. Các con tùy ý sử dụng và bảo ban nhau mà làm ăn. Bố, xin bố cứ yên lòng, chúng con sẽ luôn yêu thương và sát cánh bên nhau. Các con biết vậy, bố có thể yên tâm mà về với tổ tiên rồi. Mình ơi! Sao, có chuyện gì vậy? Mình à, tôi vừa đi qua làng bên, thấy họ kháo nhau mảnh đất phía đông bên nhà bác cả, sắp có con đường lớn chạy qua đấy mình à. Vậy ư? Đen nhỉ? Giá mà nó chạy qua nhà mình thì có phải tốt hơn không? Hay là thế này, mình thử sang lựa lời với bác cả, để bác ấy đuổi cho mảnh đất kia xem sao. Nhân lúc bác ấy chưa biết. Làm thế có được không? Sao lại không được? Cứ làm thế đi, sau này bác ấy biết, hay có ai nói gì thì mình bảo cũng có biết đâu, ai mà trách được. Cô chú muốn đổi mảnh đất ấy à? Vâng, anh đổi giùm chúng em với ạ. À, ngoài ấy đất tốt lắm, anh trồng trọt hay chăn nuôi gì cũng tiện anh à. Thế cô chú tính làm gì trên mảnh đất ấy? Dạ, chúng em đã có dự tính riêng của mình rồi ạ. À, mong anh đổi cho bọn em đi ạ. À, thôi được rồi, anh em trong nhà, nếu cô chú thích á, thì tôi đổi cho nhé. Ôi, cảm ơn anh cả, anh tốt quá ạ. Vậy mình à, mình ơi, chúng ta mau mang giấy tờ sổ sách, nhờ bác ký cho một chữ, rồi làm thủ tục sang tên đổi đất ngay đi. Vì chứ đất đai giấy tờ sổ sách là phải rõ ràng. Gớm, đất đai chứ có phải cái gì đâu mà sợ nó rơi mất. Nhưng thôi, cô chú cứ mang giấy tờ sang đây. Dạ, thì em cứ nói vậy. Mấy nay chăn nuôi, giá lợn gà đều thấp quá, chẳng đủ tiền mua thức ăn cho chúng, gây quá. Ai ngờ được là mảnh đất đổi cho chú ba lại có đường nhựa chạy qua. Giá ngày ấy không đổi chác thì... Hay là chú thím ấy biết trước như vậy nên sang đổi đất cho nhà mình nhỉ? Làm gì mà biết trước. Mà thôi mình à, chớ có nghi kỵ chi cho mất tình anh em. Mà nếu có như vậy thật á, thì một khi mình đã đổi, cũng không nên lời ra tiếng vào chi nữa cho thêm mệt mình nhé. À mình ơi, hay là thế này, tôi ra nhờ chú thím ấy nhượng lại cho một gian để thằng Quân mở cửa hàng nhôm kính, tăng thêm thu nhập, chứ bấy lâu nay... Ừ, thì mình ra nói thử với chú thím ấy xem sao. Chú thím đó à? Chị sang chơi đấy ạ. Ừ, chú thím này. Có gì thì chị cứ nói đi. Chị em trong nhà có gì mà ngại. Anh chị muốn qua nhờ chú thím mượn lại một góc đất bên cạnh đường cho thằng Quân nó mở cửa hàng nhôm kính. Chứ bấy lâu nay trong kia làm ăn khó quá, chú thím cho anh chị mượn nhé. Chị ơi, tiếc quá à, không được rồi. Nhà em cũng chuẩn bị mở cửa hàng cho to rộng hơn, thế này vẫn còn chật quá chị ạ. Vậy à, thôi vậy. Này, cửa hàng đã rộng thế này sao còn mở thêm làm gì? Nói vậy thôi chứ sao có thể mượn đất cơ chứ. Đất giờ là đất vàng đất bạc, sau này muốn đòi có khi lại khó khăn chứ. Mà có lẽ thế thật, đất đai bây giờ tăng giá vùng vụt, biết đâu hai bác ấy có ý đồ gì. Thì mày nói thật sao mình? Thôi mà bố mẹ, xin bố mẹ đừng buồn nữa ạ. Con được xã cử đi học về nâng cao kiến thức trồng cây theo tiêu chuẩn mới. Chắc chắn sau khi học về, con sẽ cải tạo lại khu đất nhà ta để trồng những loại cây mới có giá trị và cho năng suất cao hơn. Nhiều năm sau. Xem kìa, cây trái nhà anh Quân con ông cả Thảo mùa này lại còn tốt hơn nữa bà con ơi. Ừ, đúng là có học có khác, vụ nào cũng trúng lớn. Phải rồi, chúng ta phải nhờ cậu ấy truyền đạt lại kinh nghiệm cho. Các bác vào trong nhà xơi nước đã ạ. Nhìn vườn cây nhà bác thích quá, vụ này lại được mùa lớn rồi bác nhỉ. Các bác cứ vào trong đây ngồi chơi,
đợi cháu nó về, nó bày cách trồng trọt cho. Thằng bé trông thế mà sáng ý lắm. Vâng, được như thế thì còn gì bằng nữa ạ? Bác, thím có việc gì mà nhìn thím thất thần thế kia? Cửa hàng nhà em bị cháy hết cả rồi, anh chị ơi. Trời ơi, thật vậy ư? Em cùng đường không biết làm thế nào nữa. Chủ nợ biết nhà em bị cháy, tìm cách đến xiết nợ. Em cũng không biết phải làm sao hết. Thế chú ấy đâu? Dạ, nhà em buồn bã quá, phát điên phát rồ. Cứ đứng bên gian hàng đã cháy rụi, khóc than vật vã, rồi chả biết đi đâu nữa. Chết thật. Thôi bây giờ mình đưa thím vào nhà nghỉ ngơi, để tôi đi tìm chú ấy về. Tạm thời chú thím cứ ở đây đã. Còn nợ nần gì sẽ dần dần tính cách tháo gỡ. Quá lắm, tôi bán miệt vườn này cũng dồn được một khoản. Đã bảo vậy, gì mà thím cứ khóc nức nở thế? Vâng, hai bác tốt với chúng em quá. Vậy mà trước đây xin lỗi hai bác, chúng em... Thôi, chuyện cũ thím nhắc lại làm gì? Anh em một nhà, lọt sàng xuống nia cả. Giờ hoạn nạn thế này, phải đùm bọc lấy nhau chứ. Chúng em thật có tội với các bác. Thôi, tôi đi đây. Sự tích con khỉ. Ngày xưa, ở một bản làng trên núi xa, có một cô gái tên là Eban, phải đi làm thuê từ nhỏ. Vốn người nhỏ bé, lại luôn bị sai làm việc nặng, nên Eban dù đến tuổi mới đôi mươi mà người cứ quắt lại, trông xấu xí vô cùng. Ha ha ha, nâng ly nào. Ủa, kia là người làm nhà ông sao? Đâu ra lại có đứa xấu xí thế? Đã phân việc của nó là đi lấy củi trong rừng, thế mà dám vác mặt lên đây. Con kia, sao không đi lấy củi mà ra đây làm gì hả? Cút ngay. Phen này phải nghĩ cách đuổi nó đi, chứ chỉ vì đứa người làm mà khiến mình mất mặt quá. Dạ, củi đã đầy kho rồi ạ. Thay đủ củi là mày định ngồi chơi không hả? Đi gánh nước về đầy hết các chum cho ta. Chưa xong thì đừng có mà nghỉ. Dạ. Đói bụng quá rồi. Đã gánh nước xong chưa hả? Dạ, còn ba chum nữa hả? Thế sao dám phát mặt vào đây? Phải phạt cho ngươi sáng mắt ra mới được. Nghe đây, gánh đầy nước xong đi bẻ đủ 10 gùi măng cho ta. Dạ. Ê Ban, cô cầm ăn tạm, tôi cũng chỉ giúp được đến thế thôi. Em cảm ơn ạ. Này chị có biết tin gì không? Em nghe nói ông chủ định đuổi Eban đi vì xấu xí quá làm mất mặt ông chủ đấy. Vậy sao? Khổ thân Eban. Sao số phận mình lại hẩm hiu thế này chứ? Xấu xí đến nỗi chẳng ai dám đối diện. Giờ bị đuổi thì mình biết phải đi đâu đây? Ông ơi, ông có sao không? Lão đói bụng quá. Ông ăn tạm đi, cháu chỉ có chút này thôi. Cảm ơn cháu. Ông uống thêm ngụm nước ạ? Cảm ơn cháu, cô gái tốt bụng. Cháu sao vậy? Dạ, không sao, chỉ là nếu ông nhìn gương mặt xấu xí của cháu thì... Cháu là người tốt bụng, đó là điều quý rồi. Ai lại đánh giá con người qua vẻ bề ngoài chứ? Nhiều người đánh giá ông ạ. Ông chủ nhà vì ghét gương mặt xấu xí của cháu mà bắt cháu vào rừng hết gánh nước, nhặt củi, hái măng cả ngày. Không chỉ thế, giờ cháu còn sắp bị đuổi đi rồi ông ạ. Giá như... Thật ra ông biết cả rồi. Cháu là con người chăm chỉ, hiền lành, tốt bụng. Vừa nãy còn nhường cả phần cơm của mình cho ông, thế nên ông sẽ giúp cháu. Ông giúp cháu ư?
Cháu hãy lội ra con suối chọn một bông hoa mà cháu thấy đẹp. Trong bông hoa sẽ có viên ngọc phép màu. Khi ăn vào, cháu sẽ trở nên xinh đẹp như hoa. Khi đó, hãy tự tin trở về nhà nhé. Trời ơi, đây là mình sao? Này cô là ai mà lại ở đây? Dạ, thưa ông chủ, tôi là Eban đây mà. Eban, là cô sao? Vâng, tôi đã gánh nước xong rồi, giờ lấy thêm người để đi bẻ măng ạ. Làm gì có chuyện, cô là con bé Eban xấu xí sao? Dạ, chả là khi gánh nước ở suối, tôi được tiên ông tặng cho bông hoa phép thuật. Khi ăn viên ngọc bên trong thì tôi trở thành như thế này. Bông hoa phép thuật ở suối ư? Thấy ngoài đó còn không? Vâng, vẫn còn một bông ở suối ạ. Còn một bông? Cháu cô không ăn cả hai viên ngọc ở hai bông hoa, có phải còn xinh đẹp hơn thế này không? Dạ, tiên ông nói chỉ cần một bông là đủ, nên tôi để lại một bông. Biết đâu có người cần đến nó nữa à. Kia rồi, đúng là một bông hoa phép thuật. Của tôi. Đây rồi, thế này thì ta cũng sẽ trở nên vô cùng tuấn tú. Mình cũng thử ăn cánh hoa xem, không được tuấn tú thì cũng hơn bây giờ. Ừ. Hả? Chuyện gì thế này? Quái vật! Lão chủ độc ác và đám người xấu tính tưởng rằng sẽ được trở nên xinh đẹp, nhưng không ngờ toàn thân mọc đầy lông lá và cả cái đuôi dài. Chúng lẫn hết vào rừng trốn đi, không dám về lại bản nữa. Thời gian sau, nhiều người khi lên rừng hái củi, thỉnh thoảng vẫn gặp chúng. Người ta gọi chúng là những con khỉ. Thiện nguyện. Một số khu vực do phải hứng chịu 5 đợt lũ liên tiếp nên hàng ngàn hộ dân vẫn bị cô lập. Một số tuyến giao thông còn chia cắt, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Dạo này nhiều thiên tai quá, quê mình thật khổ, đã đói nghèo lại còn lũ lụt, hoa màu kể như mất. Còn đang có ý định kêu gọi bạn bè cùng quyên góp quà về tặng cho bà con bố à. Quả là một ý kiến hay, bố ủng hộ. Xem nào, mình tặng quà gì cho bà con lũ được nhỉ? Mình có rất nhiều quần áo, tuy đều đẹp và đắt tiền, nhưng bao nhiêu người khác còn không có quần áo để mặc, nên mình sẽ đem đi chia sẻ với mọi người. Này Lan, xem kìa. Wow, chiếc váy đẹp quá, mình nhất định phải mua nó. Nó rất hợp với cậu đó, nhưng mà giá hơi đắt nhỉ. Nhưng tớ mới lĩnh lương tháng đầu, tớ sẽ tự thưởng cho tớ. Cậu nghĩ có được không? Thỉnh thoảng xa xỉ chút, tớ nghĩ cũng không có sao đâu. Chà, đây là chiếc váy giá trị nhất mà tớ đã có. Chiếc váy này từng có ý nghĩa với mình, nhưng giờ nó sẽ có ý nghĩa với nhiều người khác nữa. Bố ơi, qua bên này. Ừ, chờ bố với. Ở đây đẹp quá. Ồ, bố ơi, đôi bớt kia đẹp quá. Con thích hả? Vậy để bố mua tặng con, quà nhân dịp con tốt nghiệp đại học đó nha. Đôi bớt này vẫn nguyên như mới, đi vào mùa đông rất ấm chân và dễ chịu, lại có lớp lông lót, bà con chắc sẽ rất thích đây. Cảm ơn em, nhờ em trao những món quà này đến tay bà con giúp chị nhé. Dạ, toàn đồ xịn và tốt cả đấy. Hy vọng sẽ giúp được cho bà con. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cháu tặng các bác ạ. Cảm ơn cô. Nhìn nụ cười hạnh phúc của mọi người, mình cũng cảm thấy vui lây.
giờ mới hiểu tại sao cho đi có ý nghĩa là nhận lại. Một lúc nữa là tới nhà bà rồi, con có mệt không? Mình nghỉ một lát cho thoáng nhé. Vâng ạ. Cánh đồng ngô đẹp quá, mùa này chắc chắn bội thu. Con xuống đồng chơi nhé. Đừng đi xa quá nhé. Vâng ạ. Ai đứng ở kia thế nhỉ? Chắc là cô nông dân. Mình qua nói chuyện với cô. Gì thế này? Bộ váy và đôi bốt. Chẳng phải... Có chuyện gì thế? Bố, đây là đồ của con tặng mọi người mà. Tại sao mọi người lại làm thế này? Thật là quá đáng. À, thì ra đây là đồ con biếu bà con. Bố nghĩ không phải là bà con không quý món quà của con, mà những bộ đồ này không phù hợp. Những món đồ này bố biết là đẹp, tốt và con rất quý. Nhưng bà con đi làm thì không mặc váy áo, hay lội ruộng thì không dùng được bốt hay giày dép của mình được. Nếu con tặng quà thì phải nghĩ đến món quà đó có phù hợp với người nhận, có phải là thứ mà người nhận đang cần hoặc mong muốn có hay không. Vâng, con hiểu rồi ạ. Giá trị của cái bằng. Chúc mừng Kinh đã về với đội của anh. Không được, cao quá mọi người sẽ khó nhìn thấy. Ok, đúng là đập ngay vào mắt. Ngày đó sẽ không xa, và chúng ta là người chiến thắng. Ái chà, chỗ mới này rất thoải mái. Mình thích anh chàng này, rất biết trân trọng tri thức. Này, anh bằng khen, khép bớt lại, để cho bác hình gia đình còn đứng với nữa chứ. Xin lỗi ông cụ nhé. Tôi còn không biết đến sự tồn tại của ông cơ đấy. Mà ông cũng từng đó tuổi rồi, lại còn tàn phế nữa. Lui vào trong cho người ta tỏa sáng cũng phải thôi. Cái thằng này lao quá. Bác hình gia đình là ở đây lớn tuổi hơn cả, và lại được cậu chủ yêu quý nhất đấy. Ôi trời, nói chi cho nhiều. Cứ nhìn vị trí của nhau trên cái kệ này cũng hiểu mình đứng đâu trong lòng cậu chủ nhé. Cậu thì chỉ là một chút hào quang đầu đời của cậu chủ, nên cậu ấy nâng niu bây giờ thôi. Chứ tôi biết bác hình gia đình mãi mãi chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cậu ấy. Thôi, thảo nào cậu chủ chẳng thèm thay pin cho ông. Chắc cậu ấy cũng phát ngán với tiếng leo nhéo nhắc nhở của ông rồi. Chà, ách thật đấy. Cậu làm tụi này xách dép đuổi theo không kịp rồi. Công nhận đấy, đời tớ chỉ cần có một cái bằng danh giá như thế này coi như là mãn nguyện rồi. Ơi, tớ phải tốn không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, rụng mất cả tỷ neuron thần kinh mới có được nó đấy. Chả thế nữa, cái bằng này coi như là một tấm vé hạng nhất vào đời rồi. Nào, nâng ly chúc mừng Nam đạt thành tích xuất sắc này nhé. Có gì nhớ đừng quên anh em nha. Nghe chưa? Hãy nhìn tôi đem lại bao nhiêu vinh quang và tự hào cho cậu ấy nhé. Cũng phải. Hồi đó ba mẹ cậu ấy cũng rất mong cậu có được ngày này. Phải chi giờ này họ còn sống, chắc cũng sẽ rất tự hào. Nhớ ngày đó. Ôi dào, thời này là thời nào, còn ôn chuyện xưa tích cũ nữa. Cứ sống với ký ức và kỷ niệm thì làm sao mà phát triển được. Sống là cứ phải tiến về phía trước. Cậu không nghĩ rằng sẽ có ngày cậu sẽ trở thành kỷ niệm thôi sao? Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Mà tôi lại chính là minh chứng cho đẳng cấp của cậu chủ. Anh yêu, chúc mừng anh. Xin lỗi vì hôm qua bận, không tới chung vui với các anh được. Ôi, anh chờ em mãi, em xin lỗi. Buồn cho anh đây. Đẹp quá, em cũng đang cố gắng phấn đấu để đoạt giải cho xứng với anh đây. Cái bằng trao cho em mới phải. Anh được như thế này phần lớn là nhờ em. Ôi, cái cậu này. Tôi đâu phải là thứ để trao cho ai cũng được. Tôi chỉ dành cho những người thật sự xứng đáng thôi. Đừng có mà tùy tiện như vậy. Không,
Nó là minh chứng cho thực lực và tài năng của anh. Em đâu có xứng. Coi như cô cũng biết điều. Vậy giờ đã đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình rồi phải không? Hứa à? Anh hứa gì? Anh đã hứa, sau khi tham gia cuộc thi này, anh sẽ đưa em về quê thăm mộ ba mẹ anh mà. Anh quên sao? Cô em ơi, đàn ông là thế đấy. Sự nghiệp và danh vọng luôn quan trọng hơn tình yêu và gia đình. Cũng tùy độ tuổi và thời điểm thôi. Sống bằng tuổi tôi, các cậu sẽ thấy họ có leo cao cỡ nào, đi xa đến đâu thì cuối cùng cũng trở về với gia đình thôi. Ôi dào, cái đó luôn chuẩn trên lý thuyết đấy. Thời của các cụ thì mãi mãi chả bước ra khỏi trang giấy được đâu. Cháy, cháy kìa. Ôi, có ai gọi cậu chủ không? Theo kinh nghiệm bấm giờ của tôi thì với tốc độ bén lửa thế này, chỉ 5 phút là lửa sẽ đến chỗ chúng ta. Này này, cậu bằng khen, cậu giỏi lắm mà, nghĩ cách gì đi chứ. Đồng ý là tôi giỏi thật, nhưng mà lúc này tôi không biết nên áp dụng kiến thức gì đây. Ôi, cậu dậy rồi, mau mau cứu tôi nào. Đưa tôi ra khỏi đây lẹ lên đi. Tôi mà bị cháy là coi như tương lai của cậu cũng thành tro luôn đấy. Đứng đấy mà nhìn nữa, mang tôi ra lẹ lên. Kìa, mà quay lại đưa tôi ra với chứ. Quay lại đi. Muộn tàu. Này chú gì ơi. Gì thế ông già? Chú cũng đi chuyên tàu tới phải không? Làm ơn tiện thể xách hộ lão cái túi này với, nặng quá. Tôi đang vội lắm, ông nhờ người khác đi. Đang vội thì gặp lão già lắm chuyện. Đi đứng gì mà không nhìn ai hết vậy? Này anh kia, đi đứng kiểu gì thế hả? Tôi đang vội, sắp muộn tàu rồi. Anh chỉ nghĩ có anh vội thôi, còn người khác thì không vội hả? Rơi đồ thì nhặt lên cũng được chứ sao? Làm rơi đồ của người ta thì phải có được một câu xin lỗi chứ. Đúng rồi, vội thì ai chẳng vội. Tàu sắp chạy rồi. Anh nghe thấy mọi người nói gì chưa? Thật là thiếu ý thức. Cô muốn gì hả? Thích lên giọng với đây không? Tránh ra để tôi đi. Tôi mà bị muộn tàu thì cô đừng có trách. Trời đất, sao lại chen ngang như vậy chứ? Chỉ còn 3 phút nữa là chuyến tàu SE5 của chúng tôi khởi hành. Mời quý vị nhanh chóng lên tàu để chuyến tàu chuẩn bị rời ga. Cụ ơi, túi của cụ đây ạ. Cảm ơn cháu. Cháu tốt quá. May có cháu giúp chứ không thì lão muộn tàu mất. Không có gì đâu ạ. Ở hoàn cảnh của cháu thì ai cũng sẽ giúp cụ thôi ạ. Cháu đi tìm chỗ của mình đây ạ. Cảm ơn cháu nha. Lại gặp ông già ở đây. Ông có việc gì quan trọng mà sợ muộn tàu? Không đi chuyến này thì đi chuyến khác có sao đâu. Tôi về quê ăn dỗ, không thể muộn được. Cô nhìn gì? Cô vẫn muốn hỏi tội tôi về việc làm rơi túi sách của cô hả? Không, tôi thấy anh đang ngồi vào chỗ của tôi. Đây là chỗ của tôi. Không, rõ ràng là chỗ của tôi mà. Sao lúc nào cô cũng muốn gây sự với tôi thế nhỉ? Nè, cô nhìn cho kỹ đi. Đây, toa 7, số ghế 45. Đúng chưa? Đúng số toa, số ghế rồi. Nhưng tôi thấy... Giờ cô đừng có làm phiền tôi nữa. Bực mình à. Nè cô gái, ngồi xuống đây với bà cũng được. Chứ đi đường xa sẽ mỏi đây. Cháu cảm ơn bà. Thấy chú vội lên tàu như thế, chắc hẳn có việc gì rất quan trọng cần đi phải không? Đương nhiên rồi ạ. Một việc rất quan trọng không thể không có mặt được. Này cháu, chú ấy có việc rất quan trọng nên cháu bỏ qua cho người ta đi. Những người như thế cần phải nhận được một bài học cũ ạ.
Lão biết, nhưng có lẽ không cần thiết phải như thế. Cháu nói cho anh ta biết đi. Thôi được rồi. Nè anh kia, cụ đã nói thế thì thôi, tôi cho anh biết đi. Chỗ ngồi của anh đúng số ghế rồi, nhưng là của một chuyến tàu khác chạy cùng giờ với chuyến tàu này. Anh lên nhầm tàu rồi. Cái gì? Nhầm tàu? Ừ, đúng là nhầm thật. Chú nhanh lên thì còn kịp. Thế mà không nói sớm cho người ta. Thì cô ấy cũng đã nói rồi mà. Ở đời, cái khó nhất chính là đối nhân xử thế. Biết sai thì phải sửa nhé. Thôi nhanh lên kẻo muộn tàu. Dạ, cháu cảm ơn mọi người. Vợ chàng Trương. Ngày xưa ngày xưa, ở thôn làng nọ có người con gái xinh đẹp đức hạnh, tên gọi là Vũ Nương. Vào đúng kỳ chuẩn bị sinh nở thì chồng nàng lại lên đường đi lính. Cái bông là cái bông bàng à ơi. Con ngoan của mẹ, đính đi nào. Con ngoan nào, bà đang nhìn kìa. Thời gian sau, con mời ba ăn cơm. Đảng ngoan lắm, chỉ mai thôi là ba Đảng sẽ về cùng mẹ con mình đấy. Tối nào ba cũng về với mẹ con mình rồi mà mẹ. Nhưng ba sẽ không chỉ ở kia mà sẽ bế Đảng, cùng Đảng ăn cơm, cùng Đảng chơi đùa. Vậy à mẹ, thế thì thích ghê. Mình à, giờ hãy còn sớm, tôi muốn tranh thủ ra đồng thăm mộ thầy U một lát. Mình tính thế cũng phải, vậy mình cùng bé Đảng ra đồng nhé. Em ở nhà tranh thủ cơm nước, sẵn đợi mình và con về. À! Con có sao không? Ba của con từ giờ đã về bên con rồi. Con đừng sợ, hãy đi bên cạnh ba nhé. Nắm tay ba, ba sẽ dẫn con đi nhé. Chú không phải ba. Ba Đảng đêm nào cũng đến, chú không giống ba. Con bảo sao? Chú không phải ba Đảng. Ba Đảng đêm đêm mới đến với Đảng. Mẹ Đảng đi cũng đi, ba Đảng cũng không nắm tay dắt Đảng bao giờ cả. Thì ra là thế. Hóa ra cô ấy lại lừa dối mình. Mình phải làm cho ra nhẽ mới được. Vũ Nương, cô ra đây ngay cho tôi. Mình về nhanh vậy mà bé Đảng đâu rồi? Cô nói ngay, cô đã gian díu với ai trong lúc tôi không ở nhà hả? Mình nói gì vậy? Làm gì có chuyện gian díu ở đây? Cô đừng có giấu nữa, thằng bé đã nói hết với tôi rồi. Trẻ con không biết nói dối đâu, nên cô đừng có quanh co nữa. Nhất định không có chuyện đó đâu. Chắc mình hay là con nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Đừng có biện minh, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Hãy đi cho khỏi mắt tôi ngay. Đi ngay. Cậu sớm đi tìm cô ấy về đi. Cô ấy thật sự là người tốt, ngay thẳng. Các người đừng bênh vực cô ấy nữa. Tôi không muốn nghe. Đã nói hết nước hết cái rồi. Cậu ấy ghen quá mà không còn sáng suốt nữa. Mà không biết giờ này cô ấy đi đâu rồi. Đêm hôm thế này. Chẳng nhẽ nỗi oan này không thể hóa giải sao? Chàng nhất mực đuổi ta đi, dù có giải thích đến thế nào đi chăng nữa. Mẹ ơi, ba ơi. Nín ngay. À, ba đến rồi, ba đến rồi. Ba ơi, ba ơi, hôm nay mẹ đi vắng, mãi giờ này chưa về ba. Ba đi đón mẹ về đi. Con nói sao? Đây là ba. Ba Đảng đây này. Mỗi tối ba Đảng đều đến với Đảng. Trời ơi, Mình trách nhầm cô ấy thật rồi. Vũ Nương, nàng ở đâu? Vũ Nương, Vũ Nương, nàng ở đâu? Mình hồ đồ quá. Giờ thì biết tìm cô ấy ở đâu đây? Mẹ Đảng đâu?
Đã ngoan, con còn chưa đi ngủ sao? Mẹ, mẹ cưng. Nhất định ba sẽ tìm mẹ về. Đã ngoan, nín đi nào. Đã ngủ ngoan nào, không mẹ sẽ buồn đấy. Mình thật hồ đồ. Giờ thì... Chàng ơi, chàng hãy hiểu cho lòng thiếp và nuôi dạy con khôn lớn thành người. Vũ Nương! Vũ Nương! Vũ Nương! Vũ Nương, hãy tha thứ cho ta. Chỉ vì sự nóng vội, ghen tuông của mình mà khiến nàng phải chịu oan ức. Có người vợ tốt như nàng mà ta không biết gìn giữ, nâng niu. Hãy trở về với ta và con đi. Trâu chui cũng lọt. Mẹ! Trời nhá nhem tối rồi, hai đứa còn ngồi đây làm chi? Sao không vào nhà ngồi cho đỡ mũi? Trong nhà làm gì còn chỗ mà ngồi ạ? Sao lại vậy? Cha của chúng bay đâu? Cha ở trong nhà đó. Tôi ăn ván này rồi nha. Lại thua rồi. Hôm nay đen quá. Trời ơi là trời. Đi chợ cả ngày, dặn mình ở nhà xay thóc. Thế mà. Bu nó về rồi hả? Thôi, muộn rồi. Chúng tôi xin phép nha. Thế về à? Để cho người ta gỡ đã chứ. Thôi, để mai đi. Thế nhé, chúng tôi về đây. Bu nó không biết nể nang mặt tôi gì cả. Làm gì mà vừa về đến nhà đã ôm sòm cả lên. Mình nói thế mà nghe được hay sao? Mẹ, sao nhà mình mấy hôm nay toàn ăn rau vậy mẹ? Phải đấy, bọn con muốn ăn thịt con. Thôi, ngoan nào, cố ăn nốt bữa nay đi. Sớm mai đi chợ, mẹ mua thịt cho. Dạ, mẹ nhớ nha. Lần này mẹ không được quên đâu đấy. Ừ, mẹ nhớ rồi. Anh Tư ơi. Ồ, bác Tám, bác vào đây. Nghe nói chú gọi người bán trâu. Tôi qua xem, nếu được thì để lại cho tôi luôn cho tiện. Sao, sao cơ? Lần này tôi quyết bán lấy vốn, rồi gỡ gạc lại. Đợt vừa rồi đen quá, nên mới thua sạch. Lần này nhất định tôi sẽ gỡ lại được mà. Mình cứ tin tưởng ở tôi đi. Mình ơi, nhà ta ra nông nổi này mà mình vẫn còn chưa sáng mắt ra sao? Bao nhiêu ruộng vườn, trâu bò, mình cứ bán dần đi hết để nướng vào chiếu bạc rồi. Mình bỏ bài bạc đi, không gỡ nổi đâu. Càng gỡ chỉ càng thua thêm thôi. Phỉ phui cái mồm, chưa gì đã trù éo người ta. Tôi đã nói, lần này nhất định tôi sẽ gỡ lại được. Mình nghe lời tôi một lần thôi mà. Nhà chẳng còn gì ngoài mỗi con trâu. Giờ mình bán nốt, nhà ta chỉ còn nước đi ăn mày. Đúng là suối quẩy mà. Sao việc gì tôi làm mình cũng cản vậy? Thế cô chú cứ bàn bạc cho kỹ nha. Tôi xin phép. Dạ, bác về. Tôi đã quyết rồi. Sao mà mày cứ lẩn quẩn gì trong ấy hả? Đi ra, ra. Hôm nay mày lại đần thế. Có mỗi cái việc ra khỏi chuồng mà cũng không biết. Đi ra, bảo đi ra có ra không? Không nhẽ tao lại đi kiếm cái cây gậy lớn phán cho mày một trận. Bù nó đang làm gì vậy? Mình đấy à, tôi đang lùa nó ra khỏi chuồng để mình bán nè. Thế mới gọi là bù nó chứ. Nhưng không mở cửa chuồng, con trâu to thế kia ra làm sao được? Có gì đâu mà không ra lọt chứ. Ô hay, đúng là bù nó hôm nay ấm đầu thật rồi. Bù nó bảo con trâu ra đằng nào cho lọt bây giờ. Thì rõ là cơ nghiệp nhà ta to gấp mấy con trâu này cũng chui lọt lòng đĩa. Huống hồ gì cái chuồng này to gấp ngàn lần cái lòng đĩa, nó chui không lọt hay sao mình? Mình ơi, giờ vẫn chưa muộn mà. Tôi khuyên mình bỏ thói cờ bạc, vợ chồng ta tu chí làm ăn, của cải ắt rồi sẽ lại về. Mình à, đừng để con trâu này lọt nốt vào đĩa bạc, không lôi nó ra được đâu. Mình hãy thương tôi, thương lấy các con. Chúng nó đã mấy ngày nay chưa được miếng gì tử tế rồi. Tôi hiểu rồi mình ơi. Từ nay tôi hứa sẽ tu chí làm ăn. Tôi hứa đấy. Con ốc biển đặc biệt. Hùng ơi! Hằng, cậu về rồi đấy hả? Ừ, đi học về. Tớ chạy qua nhà cậu để đưa vở bài tập trên lớp cho cậu mà không thấy cậu đâu. Nghe mẹ cậu nói cậu đang ngồi ở đây nên tớ chạy ra ngay. Cậu đã đỡ mệt chưa? Ừ, tớ đỡ rồi.
ngày mai tớ có thể đi học được rồi mà. Vậy hả? Vậy ngày mai tớ qua rủ, rồi hai chúng mình cùng đi ha. Ừ. Hằng này, cậu có nghe thấy tiếng sóng biển không? Biển hôm nay yên ắng lắm mà. Cậu nghe này, tiếng sóng đấy, cậu có nghe thấy không? Ừ, đúng là có tiếng sóng, mạnh lắm cậu ạ. Cậu lấy con ốc này ở đâu ra vậy? Ôi, nhìn nó mới to và đẹp làm sao. Lại còn có cả mặt cười trên mình nó nữa này. Đây là quà kỷ niệm của mình đấy. Mình sẽ giữ nó mãi mãi. Vì mỗi lần nhìn thấy nó, mình thấy trong lòng ấm áp lắm. Ôi, giá mà mình cũng có con ốc to và đẹp như thế này nhỉ. Hoàng ơi, về đi con. Dạ, con về ngay đây ạ. Về đi cậu. Cậu cũng vừa mới ốm dậy mà. Con ốc của cậu nè. Có chuyện gì mà cậu nhắn mình ra gấp vậy? Giúp tớ với. Lúc nãy tớ đi nhặt vỏ chai trên biển, không biết đánh rơi con ốc ở đâu. Tớ tìm mãi mà không thấy. Cậu giúp tớ tìm nó với. Ừ, được rồi. Vậy cậu tìm bên này, tớ sẽ sang bên kia tìm nhé. Không biết con ốc rơi ở đâu rồi nhỉ? À, đây rồi. Đúng là nó rồi. Con ốc đẹp thế này, mình nhìn một phát là nhận ra ngay ấy mà. Hùng ơi, con ốc đẹp thế này, hay là mình cứ giữ nó chơi một mình nhỉ? Mình cứ nói là không tìm được thấy con ốc là được ấy mà. Không có con này thì còn con khác, lo gì? Hùng ơi, cậu tìm thấy rồi hả? À, tớ chưa, tớ tìm hết cả khu bên kia rồi mà cũng không thấy gì cậu ạ. Có lẽ nó đã bị sóng biển cuốn đi mất rồi. Thôi, để lúc nào tớ sẽ kiếm cho cậu một con ốc khác nha. Hay là mình đem trả lại con ốc này? Không, mình cũng thích con ốc này mà. Mình sẽ giữ lại nó cho mình và mình sẽ tặng bạn ấy con ốc nhỏ này. Sẽ không sao đâu. Con ốc này cũng giống con ốc to kia. Hằng, có chuyện gì không cậu? À, trước mình được tặng con ốc này, thấy nó cũng có vẻ giống con ốc cũ của cậu, nên tớ mang qua cho cậu nè. Có nó rồi, cậu đừng có buồn nữa nha. Vậy hả? Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé. Nhưng dù thế nào, nó cũng không sánh được với con ốc cũ của tớ. Sao vậy? Tớ thấy con ốc nào cũng giống nhau mà, chẳng qua con này nhỏ hơn một chút thôi. Vì đó là kỷ vật cuối cùng ba để lại cho mình, trước khi ba bị biển nhấn chìm trong một lần ra khơi. Ba cậu để lại cho cậu ư? Đúng vậy, ba đã tặng cho mình con ốc đó. Ba đã cố tình vẽ mặt cười trên thân nó, để mỗi lần mình nhìn thấy nó là như nhìn thấy ba, và mình cũng sẽ vui vẻ như hình mặt cười đó. Đó là món quà cuối cùng mình nhận được từ ba. Sau lần đó, ba ra khơi và ba đã mãi mãi không về nữa. Chắc ở trên đó, ba thấy rất buồn khi mình lỡ làm mất nó. Hùng ơi, cậu xem. À, con ốc của mình. Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? Tớ xin lỗi. Hôm trước tớ tìm thấy nó gần bãi đá bên kia, nhưng do lòng tham, tớ thấy con ốc đẹp quá nên muốn giữ riêng cho mình, nên tớ đã nói dối cậu là không tìm thấy nó. Chỉ vì lòng tham nhất thời mà tớ đã làm cậu buồn như vậy. Cậu đừng có giận tớ được không? Không sao đâu. Dù sao thì cậu cũng đã nhận ra lỗi của mình rồi sửa nó đấy thôi. Ai trong đời cũng có vài ba lần mắc lỗi mà. Chỉ có điều họ nhận ra rồi sửa sai hay cứ cố gắng giấu giếm nó thôi. Tớ rất vui khi cậu đã trả lại tớ con ốc này. Tớ không giận cậu đâu mà. Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau chứ. Tất nhiên rồi. Cảm ơn vì cậu đã tha thứ và không giận tớ. Tớ hứa từ giờ tớ sẽ không bao giờ nói dối và giấu giếm cậu điều gì đâu bạn thân à.
Chú mèo pha lê. Cháu Nguyễn Hạ Vi ra nhận bưu phẩm nào. Dạ, cháu đây ạ. Chắc là quà sinh nhật của ba. Ba sắp trở về rồi. Ba vẫn nhớ sinh nhật của mình. Mình biết mà. Sao ba biết được mình thích chú mèo này nhỉ? Vậy là ba vẫn luôn dõi theo mình. Cậu thích chú mèo đó lắm hả? Tớ mê lắm. Hôm nào tớ cũng qua đây một lát để ngắm nó thôi. Nó hiếm lắm. Chỉ thấy ở cửa hàng này có thôi. Nhưng nó chỉ là ước mơ thôi Thu ạ. Nó quá mắc tiền. Cô gói cho tôi chú mèo này nhé. Anh mua cho con gái ạ? Thu ơi, tự dưng tớ nhớ ba tớ quá. Giá mà ba ở đây. Ba tớ đi làm xa và không liên lạc gì với mẹ con tớ đã 5 năm nay rồi. Mình phải đi khoe ngay với Thu mới được. Thế nào bạn ấy cũng bất ngờ lắm. Ôi, Vi đấy hả? Tớ đang định qua nhà cậu nè. Chúc mừng sinh nhật cậu nha. Tớ cho Thu xem cái này. Tuyệt lắm. Vào nhà cái đã. Vi sướng nha. Đây chính là chú mèo pha lê mơ ước của cậu. Thu ơi, Thu có nghĩ đây là quà của ba tớ gửi không? Đúng là ba Vi rồi. Ba Vi vẫn luôn dõi theo Vi. Cho tớ xem chú mèo được không? Được chứ. Cậu đợi ở đây một lát. Tớ mang hoa quả ra chúng mình liên hoan nhé. Vi, tớ xin lỗi. Tớ... Cậu đừng nói gì nữa. Vi ơi, bạn Thu tìm con mấy hôm nay rồi đấy. Con ra gặp bạn một lát đi con. Con không muốn gặp bạn ấy. Mẹ bảo bạn ấy về đi. Chú mèo pha lê ấy, bạn Thu chỉ là vô tình làm vỡ nó thôi con. Sao con nỡ trách bạn mãi như vậy? Mà con ráng ăn uống cho khỏe còn đi học nữa. Con nghỉ ốm đã một tuần, bài vỡ tính làm sao? Mai con sẽ đi học mẹ ạ. Vi đi học rồi à? Khỏi ốm chưa Vi? Tớ khỏe rồi, cảm ơn các cậu. Gia đình Thu chuyển sang Mỹ sống rồi Vi ạ. Gì cơ? Cậu nói sao? Thu đi Mỹ hả? Cậu ấy bay chuyến tối hôm qua rồi. Đây là những gì Thu nhờ tớ gửi cho cậu. Đây là vở bài tập. Mấy hôm cậu nghỉ, Thu giúp cậu chép bài đó. Còn đây là bức thư cậu ấy gửi lại vì không gặp được cậu. Thu ơi! Vi à, tớ rất tiếc vì chuyện chú mèo bị vỡ. Đó là món quà sinh nhật tớ muốn tặng cậu trước khi gia đình tớ chuyển sang Mỹ. Không ngờ tớ lại hậu đậu như vậy, làm mất niềm vui của Vi. Ngày hôm sau, tớ đã đến cửa hàng. Nhưng bác bán hàng bảo phải một tháng nữa hàng mới về. Tớ ân hận quá. Tớ đã đặt một con khác và nhờ cửa hàng chuyển cho cậu. Cậu đừng giận tớ nữa, tớ biết lỗi rồi mà. Vi ơi, hãy tin dù ở đâu tớ vẫn luôn nhớ về cậu, người bạn yêu quý nhất của tớ. Trời ơi, vậy là chú mèo hôm đó không phải của ba mà là Thu tặng mình. Sao mình có thể hồ đồ giận dỗi Thu? Sao mình không nghĩ ra kia chứ? Hiểu rõ tất cả sở thích của mình chỉ có Thu thôi. Hãy tha thứ cho đứa bạn ngốc nghếch chấp nhặt này. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.